Nguyễn, mến chào cả nhà. Hôm nay là ngày thứ năm 14 tháng 7 2022, hiện tại là 9:20 sáng. Trước mặt cả nhà đó là cổng ga metro Bến Thành Suối Tiên. Nào cả nhà cùng Cường xuống dưới ở cầu tàu Ba Son một lần nữa. Cách đây 1 tháng và 2 tháng Cường đã có quay ở nơi này rồi. Hôm nay Cường sẽ xuống đây cùng cả nhà để xem lại cái khu vực này như thế nào nhé. Cả nhà có thể nhìn thấy ở phía bên tay trái đó là một cái nhà xưa. Cái khu vực này đó là cái công xưởng Hải quân Sài Gòn trước. Khu nhà này nó xây hồ cái thời gian trước năm 75 rồi nha cả nhà. Bây giờ hôm nay là người ta đã đập bỏ hết để xây cái gì đó bên này. Hiện tại các nhà có thể nhìn thấy cái khu vực này hiện tại đang nhớt nhá. Và tôi nghĩ có thể người ta sẽ cải tạo bên cái khu vực cái cảng Ba Son này và bên cái khu vực nhà xưa đó cả nhà đây. Cái cầu tàu Ba Son này thường có mấy chuyến tàu cập bến và người ta neo đậu tại đây. Cả nhà có thể nhìn thấy đó là cái cầu tàu có hai cái ụ bằng sắt, là cái này lâu lắm rồi đó nha cả nhà. Để tàu cập bến thì người ta sẽ cột cái dây neo ở trên cái hai cái ụ đó đó. Hiện tại là cái cầu tàu này thường thấy mấy các bác các chú và mấy anh chị đến đây để người ta câu cá đó cả nhà. Đây có một cái góc bên này là mấy người ta đã che tại để người ta câu cá đó cả nhà, người ta đang giăng câu á để dọc dọc theo cái cầu tàu nè. Hiện tại ngay cái khu này còn ngổn ngang nha cả nhà, nhếch nhác và coi như là rác rưới đồ để đầy trong đó. Có thể là cái khu này nữa sau người ta đã sẽ cải tạo lại và nó sẽ là rất là đẹp nha cả nhà. Cường sẽ tiếp tục cập nhật ở cái khu này cho cả nhà xem. Xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị và các bạn xem mới tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video này. Bye, hẹn gặp lại.